Xin chào các bạn, mình là Bạch Dương, hiện mình đang công tác tại Trung tâm Phong thủy Đông Phương Việt. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Tử vi năm 2020, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Thứ nhất, tổng quan tuổi Mậu Thân 1968 trong năm 2020. Vào năm 2020, tuổi Mậu Thân sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Năm nay sự nghiệp của Mậu Thân sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy, năm nay sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn, sức khỏe của người bạn sẽ tốt trong năm nay tuy nhiên các vấn đề về tim có thể sẽ xuất hiện trong năm này bạn nên chú ý nhiều sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rỗi cũng tăng thêm thu nhập tuy nhiên bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí trong mối quan hệ, bạn có thể cãi nhau với bạn tình về một số chuyện nhỏ. Những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 có thể mong đợi một vận may tổng thể với công việc kinh doanh, bạn sẽ ở trong trạng thái ổn định trong công việc và được cả cấp trên, cấp dưới tin tưởng. Mặc dù có may mắn trong tình yêu và mối quan hệ tình cảm, bạn cần hiểu rõ về thực tế và tránh xa cám dỗ, nếu không tất cả sức lực lao động của bạn sẽ bị mất. Về sự nghiệp, người tuổi mậu thân sinh năm 1968, rất siêng năng trong công việc, bạn có thể rất tử tế với cấp dưới và thường khiến họ bối rối. Ngoài ra, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao, do đó mọi việc của bạn sẽ tăng đều đặn. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến những kẻ đố kỵ xung quanh mình. Vì câu nói người ta không bao giờ nên có ý định làm hại người khác mà nên luôn đề phòng những tác hại mình, đừng tiết lộ những vấn đề quan trọng và ai đó có thể phá hoại và ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn. Về phần tài lộc, người tuổi mậu thân có thể gặp may mắn về tài lộc, sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn may mắn và khoản đầu tư bạn thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng đừng ngông cuồng và lãng phí vì bạn có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm nay để mua một một ngôi nhà hoặc một cái gì đó khác về mặt tình cảm tuổi mậu thân trong năm 2020, những người tuổi mậu thân sinh năm 1968 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Đừng tự cho mình là trung tâm mà hãy đi vào trái tim của nhau. Đừng lo lắng về việc độc thân trong năm nay vì đây không phải là thời điểm tốt để nắm bắt một mối quan hệ. Ngay cả khi bạn có mối quan hệ, có thể nó sẽ không tồn tại lâu vì người đó có thể không phù hợp với bạn. Đừng buồn nếu bạn bị tổn thương. Bạn có thể thể tập trung vào thứ khác và tham gia khi bạn có may mắn đó. Về mặt sức khỏe, người sinh năm 1968 sẽ có sức khỏe tốt trong năm 2020, sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt cho bạn nhưng bạn phải tránh xa rượu bia, thuốc lá. Năm nay sự giao thiệp xã hội ta tăng, có thể yêu cầu bạn phải uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Thứ hai, sao chiếu mệnh tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 trong năm 2020 trong quan niệm của Phật giáo Ấn Độ, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, đó có thể là cát tinh, có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc điểm đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nam mạng, trong năm 2020 gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được nên đi xa gặp người trên có lợi phụ nữ gặp sau này sẽ được vui vẻ, có tiền tài, hạnh phúc. Dễ đạt được các ước mơ nhưng về sinh nở thì bất lợi, nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ nhất là về tiền bạc, thái âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Sao thái âm tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng 9 nhưng lại kỵ tháng 11, nữ bị sao chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ dễ xảy ra nguy hiểm. Tuổi mậu thân 1968 nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch chiếu mạng sẽ là hung tinh bởi sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Thái Bạch là sao xấu, cần giữ gìn trong công việc kinh doanh. Có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quân sự, xấu nhất là tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm.

Trong năm 2020, tuổi mậu thân là 53 tuổi âm, không phạm tuổi hoang ốc, không phạm hạn thái tuế, không phạm hạn tam tai, tuy nhiên lại phạm tuổi kim lâu, kim lâu lục xúc. Đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc, nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, có nuôi vật nuôi. Ngoài ra, tuổi Mậu Thân 1968 nam mạng trong năm 2020 gặp hạn diêm vương. Hạn diêm vương bất lợi lớn đối với phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm tính mạng. Người đau ốm nếu không chữa trị hoặc chữa trị không đến nơi đến chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi. Tuy nhiên, đây là một năm tuyệt vời với mọi người nếu không mắc phải bệnh hoặc được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra phát tài phát lộc gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc vạn sự phát tài tuổi mậu thân 1968, nữ mạng, trong năm 2020 gặp hạn thiên la. Hạn thiên la chủ về sức khỏe và tâm lý. Người gặp hạn thiên la đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho mọi chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên, cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Thứ tư, vận niên tuổi mậu thân trong năm 2020 tuổi mậu thân sinh năm 1968, trong năm 2020 gặp vận niên kê giáp viên. Kê giáp viên là hình tượng gà được thả vào trong vườn, báo hiệu một năm thành công và no đủ có tài lộc hoạch phát được người khác cho biếu tặng tiền bạc tài sản làm ăn tấn tới kinh doanh buôn bán đắt hàng xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều có lợi sức khỏe tốt tránh sông nước cầu phà cho vay nợ khó đòi nên làm phúc giúp đỡ cho người khác nên chân thành trung thủy kẻo mắc mưu kẻ xấu gặp khẩu thiệt nho nhỏ có bạn khác giới đang muốn lợi dụng Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Thạch Linh Channel nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.